Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Là lịch sử dựng nước và giữ nước. Lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhiều thế hệ người Việt. Truyền thống yêu nước như một ngọn lửa hồng được truyền từ thế hệ ông cha tới các con bằng lịch sử, bằng ký ức, bằng tình cảm. Thế kỷ 20, hàng triệu người lính chiến đấu anh dũng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới để có ngày độc lập, thống nhất, hòa bình. Ngày hôm nay, lòng tự hào dân tộc vẫn luôn được người lính trẻ giữ gìn khi bảo vệ biên cương tổ quốc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Cha con người phố hẹ của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tuấn được điều về một chốt trên hòn đảo nhỏ vùng biển Tây Nam, cách đất liền hơn chục cây số, thuộc đồn biên phòng BTN. Vậy là thành lính đảo. Ôi giời, phen này thì cái hài phải biết nha, lính biên phòng trên biển có phải ai nằm mơ cũng được đâu. Xem thử, nó có còn dám trêu người ta là dân phố thị công tử bột không chịu nổi sóng gió trùng khơi nữa không? Mới một năm mà hạ sĩ biên phòng chẳng phải bỡn đâu. Tốt nghiệp lớp 12 vào lính, qua khóa tân binh được phong bình nhất, 6 tháng huấn luyện lên hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, oách lắm đấy. Tuấn từng nói với Hải, tớ là tớ phải cảm ơn bố tớ, biết chọn đúng mẹ tớ mà cưới, rồi lại còn phải cảm ơn mẹ tớ đã nhận lời chọn bố tớ làm chồng. Một nửa của tớ thuộc bố, một nửa thuộc mẹ. Hai nửa ấy hợp lại thành ra hạ sĩ tiểu đội trưởng biên phòng Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn kể với Hải, cuối năm 1975, miền Nam giải phóng đã nửa năm. Vậy mà bố Tuấn vẫn chưa được về thăm nhà vì còn phải lên trấn giữ biên giới sông Trăng. Thư muốn gửi về nhà cũng khó. Mỗi tháng một người được 3 con tem quân đội. Anh em phải dùng thuốc lá ruby xanh đổi thêm để gửi thư về nhà. Bố Tuấn là đại đội trưởng, thương lính hòa bình chưa được về quê, có con tem nào cũng nhường cho lính. Nên ở nhà ông bà Tuấn khóc đó con người, cứ tưởng con trai mình đã nằm xuống đâu đó trên những nẻo đường chiến trận. Bà Tuấn thì tưởng con trai mình đã hy sinh như hai anh, đòi lập bàn thờ cho đứa con trai cuối cùng. Ông đội bèn gạt phắt đi, ông bảo, quân giải phóng người ta có tổ chức chặt chẽ từ bộ tư lệnh xuống từng tổ 3 người. Chưa có giấy báo tử, nghĩa là vẫn sống. Và đấy, thỉnh thoảng phố hẹn, vẫn có người từ trong Nam quẩy ba lô về thăm làng đó thôi. Mà nó là con trời, bà đã dâng nó lên chùa sau sự ra đi của anh nó là gì? Tôi là lính đánh Điện Biên, từng ăn mèn mén của người Mông, thắng cố của người Giấy, uống rượu ngô của người Pa Dí. Tôi sống được là nhờ có đức tin. Tôi chờ thằng Minh nó về sinh cho mấy đứa cháu nội đã. Bố tớ là Nguyễn Tuấn Minh, học vừa xong lớp 8 thì có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Khám sức khỏe, thiếu nửa cân phải ăn gian, nhét đá vào túi quần ấy. Đi bộ đội chống Mỹ phải ăn gian thêm cân. Dân Bắc Giang mình nhiều người thế lắm. Mà này,
chính ông nội tớ đấy, cái thời mà xung phong vào vệ quốc đoàn cũng phải ăn gian văn hóa đấy. Sợ không thuộc mấy chữ y tờ, ông đội tớ phải trốn vào đình nghè, ôm cột đình nhẩm đi nhẩm lại. O tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thì thêm dâu. Tuấn Minh đúng là dân phố hẹ đích thực. Nghĩ gì làm gì cứ ngay tăm tắp, cứ thẳng đôn đũa, cứ trôi xuôi một dòng như sông Lục. Với năm 1976, Trung đoàn 207 ưu tiên cho một số sĩ quan được nghỉ phép đợt 1, trong đó có Hùng C trưởng C2, bạn nối khố cùng phố hẹ. Mình xin phép nghỉ 2 ngày, đi bộ từ Ba Gò ra chợ xã Tân Thành. Chẳng là sau hơn 7 năm biển biệt, anh đã có cái bi đông inox và cái bật lửa Zippo làm quà cho bố. Giờ lại muốn mua cho mẹ món gì đó thật ý nghĩa. Ở quần dài, tháo giày đeo lên cổ. Sau 4 tiếng đồng hồ sang trong nắng mùa khô hừng hực, căm cắm một mình lội ruộng băng đồng ra chợ xã. Khát cháy cổ, đói cồn cào. Anh ghé vào một quán nước bên sông, gọi cho mình một trái dừa, một gói hero. Nhưng khi sờ vào túi áo mới sực nhớ. Khi thay bộ quân phục vải gabardine mới cáu vừa được cấp phát, vội quá, anh quên bén mất số tiền dành dụm các ca các cúm còn ở trong túi áo lính trận đã bạc màu. Cũng là lính trận đánh giặc trời gầm, làm tới đại đội trưởng mà lại đoảng. Quên gì không quên, đi mua quà cho mẹ lại quên tiền. Còn trai phố hẹ chuyện gì cũng giỏi, mỗi cái chuyện tiền nong là không. Bừng quá, lo lắng quá, con người ta hay sinh ra đãng trí thì phải. Thế anh tự nhiên ngồi ngẩn tỏ te, lúng túng như gà mắc tóc, mặt mày tự nhiên thộn ra. Bà chủ quán biết liền. Chú bộ đội, chú quên tiền chứ gì? Có mỗi trái dừa với gói thuốc, tôi biếu chú đấy. Hòa bình rồi, ai cũng về nhà mà mấy chú còn lên trấn giữ biên giới. Sống chết mỗi ngày tôi không lấy tiền đâu. Nếu cần mua sắm gì đó, tôi cho chú mượn, mai mốt trả lại cho cũng được. Xương máu mấy chú còn không tiếc, tôi tiếc gì mấy đồng bạc. Chồng con tôi cũng là lính của Trung đoàn 207, hy sinh ở Đá Biên năm 1973 đấy. Cái bà sồn sồn ấy, dân Tân Thành gọi là bà Ba Bánh Ú, vì bà tròn lăn lằn, ú nu ú núc, lại còn gói bánh ú bán mỗi ngày. Nghe Minh bịa chuyện đi tìm mua cau gửi về quê cho mẹ ăn trầu, vội quá nên quên đem tiền theo. Bà phẩy tay nói thủng thẳng. Ôi chào, tưởng gì chứ cau ăn trầu á, nhà tôi nhiều vô thiên lủng, chú muốn lấy bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Chỉ sợ chú vác không nổi thôi, để tôi bảo thằng Từng chặt xuống cho chú. Buồng cau ở xứ không ăn trầu thì quý báu gì, nhưng ở phố hẹ, nó là cả đống tiền cái đó. Người ta cho thì mình nhận. Hổ đỗi khi về lại Ba Gò, thấy đồng đội đã nhét đầy căng cả ba lô quà cáp, mình đâm lưỡng lự. Chỉ định mua cho mẹ cái khăn len, bộ quần áo, giờ lại hóa ra buồng cau. Đeo cả cái ba lô con cóc to bè, lại còn thêm buồng cau, có phải thánh đâu mà vác nổi. Ấy vậy mà Hùng nói như đinh đóng cột. Mày bị thương bắp đùi, còn vác tao băng qua đồng nước. Lẽ nào tao không vác được buồng cau về quê cho mày? Mọi chuyện vậy là xong. Nhưng sự đời luôn có những bất ngờ, chẳng ai biết trước được gì. Về tới buổi trưa, buổi chiều, Hùng đem buồng cau tới nhà Minh nói là quà Nam Bộ. Chỉ chừng đó mà bố mẹ Minh bừng tới phát khóc. Họ khóc vì biết rằng thằng quý tử, thằng con trai của Đức Thánh Trần còn sống. Bà thắp hương vái lại xì sụp trước bàn thờ, vừa lại vừa khóc nấc lên đứt quãng. Bà ơi, ông bà về mừng cho thằng cháu nó còn sống này. Long ơi, Dũng ơi, chúng mày sống khôn chết thiêng, chúng mày về đón quà miền Nam của em nó còn sống này. Thì ngồi thần ra trên ngạch cửa, một tay cầm điếu cày, một tay cầm que đón nang tre đã tắt lịm từ lúc nào, nói cứ như là nói với ai ấy.
Mẹ no khóc mà làm gì? Lo bổ gà mời chú Hùng ở lại xơi cơm. Bà nhớ nhớ, nhớ dặn con Thắm mua thêm mấy cút rượu ngang nữa đó. Lính tráng với nhau, tôi với chú Hùng hôm nay phải nhắm rượu tơi mời một bữa. Biết là ở nhà đã sửa soạn cơm chiều, đã mời bà con chú bác, nhưng Hùng làm sao mà dứt áo bỏ đi cho được. Thế rồi ông bà nghe sao đấy, tay phải lại ra tay trái, lại nghĩ thằng con người cau về quê để kiếm vợ cho mình. Ông bà con gái chạy đi mời người bạn nối khố từ thời đánh Điện Biên với nhau lại nhà. Chả gì cũng đã luộc gà, rán cá, xào rau muống với thịt lợn. Chả gì cũng phải mừng thằng con trai còn sống chứ. Ôi gật gù bên mâm rượu, ông mới đặt vấn đề kết làm xui ra với bạn. Rượu đã ngà ngà, ông bạn chém tay vào không khí thề. Ngày sáng hôm sau, ông bà ăn mặc chỉnh tề qua nhà ông bạn, xin phép hỏi cưới con gái của họ về làm xong. Nhờ Hùng mà Minh biết chuyện ấy. Giải phóng quân mà không giải phóng được cho tình yêu đôi lứa thì giải phóng cái gì? Minh gửi thư về, nói thẳng với bố mẹ mình rằng không thể cưới được người mà mình chưa hề quen biết. Nếu bị ép quá, sẽ xin ra đảo làm lính biên phòng. Đất chẳng chịu trời, thì trời phải chịu đất. Hai ông bà đành phải thở dài chấp nhận. Rồi cũng đến lượt Minh được nghỉ phép. Xe về tới trạm ca vào chiều tối hôm trước. Hừng sáng hôm sau, Minh đã khấp khởi khoác ba lô hăm hở về nhà. Đi bộ được hơn 7 cây số, thấy quán nước bên đường, Minh định ghé vào. Nhưng khi tới nơi nhìn thấy có cô gái trẻ đẹp đang ngồi vừa quạt vừa uống nước, tự nhiên mình ngại quá. Ghế dài ghép bằng hai đoạn tre ngắn như vậy, chẳng lẽ hai người lại ngồi sát bên nhau? Đánh đồn, chống càn, không sợ. Nhưng lính 207 lại sợ gái. Thế Minh ngập ngừng, cô gái nhìn anh cười đon đả. Anh bộ đội ơi, anh về đâu đấy? Vào đây, anh vào đây nghỉ ngơi uống cốc nước rồi em cho đi nhờ này. Anh bộ đội, mà em về tận phố Hẹ đấy. Được lời như cởi tấm lòng, Minh đặt ba lô xuống đất, ngồi sát bên cô gái. Họ uống nước, ăn kẹo rồi. Chuyện trò thoải mái cứ như là đã quen nhau từ lâu rồi. Rồi cô gái ôm ba lô ngồi sau, Minh gõ lưng trên yên xe, ra sức đạp. Những câu chuyện lăn dài theo vòng bánh xe quay rào rạo trên mặt đường. Minh kể chuyện bố mẹ đi dạm hỏi cho Minh. Cô gái cười ngặt nghẽo, phải vòng một tay ôm lấy lưng Minh cho chắc. Rồi cô hỏi, thế nếu gặp một người chưa có người yêu như em, anh có dám cưới không? Minh trả lời chắc này, cưới chứ lại. Cô tuyệt thế này làm sao mà không cưới? Nếu mà cô đồng ý, tôi chở thẳng về nhà ra mắt rồi cưới luôn, theo kiểu thời chiến cho gọn. À này, cái lính tráng bọn tôi cái gì là cũng cấp tập, không có thể dề ra được đâu. Chỉ có vậy, thế mà chưa đầy một tuần, họ đã nhờ chi đoàn thanh niên, nơi cô giáo cấp 1 đang dạy học, đứng ra làm lễ tuyên hôn. Nghĩa là cái bảng đen của lớp học có thêm dòng chữ bằng phấn màu, trăm năm hạnh phúc, vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Rồi thì nước chè xanh, thuốc lá sông cầu, kẹo hải hà, thoải mái. Cô dâu thì đùn chú rể đứng ra phát biểu. Chú rể thì vừa lọng ngọng gãi tai vừa nói. Thưa bà con, cô bác, các đồng chí. Lâu lâu chúng tôi mới cưới nhau một lần. Mong bà con, cô bác, các đồng chí cứ góp ý thoải mái. Để lần sau chúng tôi rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Mọi người cười nghiêng ngả. Nheo nheo con mắt trái, Tuấn nói với Hải. Đấy, nhờ mấy chuyện tình yêu như thế mà tớ mới ra đời. Cảm ơn tình yêu là phải quá đi chứ. Mà ngày mai tớ lên đường vào Nam ra đảo. Cậu về thưởng thứ gì thật xứng đáng là dân phố Hẹ chứ. Mà này, không phải là khăn tay với sổ tay nhá. Phải thứ gì mà nhớ đời ấy. Hải cũng hấp háy mắt trả lời. Tớ biết tổng là cậu thích gió mát sau lưng rồi. Nói xong,
Hải chu môi hôn đến chụt một cái lên má của Tuấn. Đem theo nụ hôn đấy, Tuấn lên tàu hỏa vào Nam, ngồi ô tô xuống Kiên Giang, ngồi ghe chài ra đảo nhỏ thành lính biên phòng giữ đảo. Tưởng như nhà thơ Trần Đăng Khoa nói, đảo nhỏ đúng là nhỏ thật, ới một tiếng là hết, nhưng khi đặt chân lên Tuấn sững cả người. Có núi nha, có rừng nha, có mấy ngôi nhà của lính, với người, với lợn và cả mấy con chó. Ấy vậy mà, tuyệt nhiên nước ngọt thì không. Nước là báu vật trở ra từ đất liền. Và kể cũng lạ, cách đất liền chỉ hơn 10 cây số, thế mà lính phải nhận nước cấp phát để rửa mặt, đánh răng buổi sáng, để tắm táp mỗi tuần một lần. Nói theo kiểu dân miền Tây là tắm xà tón. Lính được phát mỗi người một xô nước, đổ mấy ca vào xoong quân dụng, nhúng tay vào đấy cho ướt, rồi lau chùi kỳ cọ, rồi đứng trên bệ xi măng cẩn thận dưới từng ca cho trôi bụi ghét. Vừa dưới vừa nghe tiếng nước chảy tong tỏng và cái hố xi măng ở dưới đất. Mà lấy cái nước ấy là nước dùng đấy, không phải dùng để ăn uống mà để tưới rau. Lính thì có thể khát chứ rau thì không. Rau trên đảo chang chang nắng, lồng lộng gió, chỉ thiếu nước một ngày là khô quắt lại, lá xuống như người chết khát. Nước vo gạo dùng để nuôi lợn, lợn cũng có tiêu chuẩn cấp phát nước mỗi ngày. Nước tiểu lợn này, nước tiểu người, nước gì cũng phải giữ lại để mà tưới rau. Nước trên hòn đảo quý hơn cả vàng ròng. Ai nói ở đảo nhớ tiếng con gái, còn Tuấn thì lại nhớ dòng sông Lục đến nao cả người. Nước cứ rào rạt suốt ngày đêm tuôn chảy về biển. Vậy mà biển vẫn mặn, đảo nhỏ khát từng giọt nước. Mỗi tuần tàu hải quân chở nước ngọt ra đảo một lần, lính lại được một bữa liên hoan nước ngọt. Nước rửa mặt buổi sáng, nước tắm giặt tăng gấp đôi. Lính ta ai cũng đẹp ra nhờ mặt mũi sáng hẳn lên. Nhưng đẹp ở đây cũng chỉ để cho biển nó ngắm, chứ chẳng để mà làm gì. Tuấn thèm được chạy ù vào đất liền xin Hải hôn cho lần nữa. Ôi ôi giời ơi, nụ hôn là gì mà thơm quá, đồng đàn quá, dạo dực quá. Tà đảo đã mấy tháng rồi mà nụ hôn của Hải còn đọng lại trên má Tuấn, cứ như là dấu ấn thơm tho của dân phố hẹ. Nhưng lính đảo mà cứ vương mãi cái nụ hôn thì còn gì là lính đảo nữa. Ước được làm lính 207 như là bố để đi khắp mọi nơi. Nhưng ở đảo chỉ có biển mênh mông đầy sóng và gió. Ban ngày mặt biển cong vồng lên dưới ánh nắng mặt trời, sáng ánh lên lấp loá nhức cả mắt. Ban đêm nó lại kéo dài ra hun hút vô tận vô cùng, dính liền với bầu trời đen nhanh nhánh. Cả vòm sao lung linh kéo tuột giải ngân hà xuống mặt nước. Cũng chưa thấy những con sóng lưỡi búa, những con sóng bạc đầu, bởi mùa bão giông chưa đến. Tuấn ra đảo vào mùa biển lặng, chỉ mới gặp đảo chìm trong ong ong nắng lửa. Nắng nóng nung chang chang đảo nhỏ 12 tiếng một ngày. Thế mà lạ lùng thay, lính tráng vẫn hồn nhiên hát những bản tình ca, cây rừng vẫn xanh nỗi đợi. Thế rồi, Trung úy Tấn Cường phân công Tuấn lên rừng chặt cây về làm củi. Gì chứ việc lên rừng lấy củi thì Tuấn thạo lắm. Từ phố hẹ lên rừng rẻ, rừng lim chỉ vài cây số. Dân phố hẹ lên rừng chặt củi hay là lượm hột rẻ cũng chỉ đi từ lúc mặt trời mọc đến quá trưa là về. Nhìn những đống phân trong rừng, Tuấn biết là rừng có con gì, nó có còn ở quanh đây hay là đã đi nơi khác. Nhìn gốc cây chảy xước, Tuấn biết đó là lợn rừng hay hoẵng đến trả lưng. Nhìn vỏ thân cây bị xước, Tuấn biết đó là gấu chó hay gấu ngựa. Tuấn còn biết xem cả dấu chăn bò, biết ngửi mùi thơm để tìm đến nơi đâu có tổ ong đang làm mật. Xa như rừng quèn ở ngoài quê, mà Tuấn mới 12 tuổi đã dám một mình đi lấy măng vầu, măng rang, măng nứa. Rừng ở trạm BTN chỉ sát sau nhà. Cây cối mọc trườn lên đỉnh núi cao hơn 200 mét, mọc trượt xuống bốn xung quanh. Trên núi mọc cây gì chưa biết, nhưng dưới núi thì bàng mọc lấn ra cả biển. Muốn có than nướng cá, nướng cua, nướng mực thì phải chặt những cây có thân gỗ chắc. Bởi vậy,
đi lấy củi lần này, Tuấn sẽ khám phá rừng trên đảo cho biết. Hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy phía bắc bản đảo có vết chảy xước dưới gốc cây do lợn rừng đến cả lưng gãi ngứa. Vậy là Tuấn lần theo dấu vết, gặp được một bãi đất khoảng vài trăm mét vuông mọc đầy lùm bụi. Tại nơi thấp nhất, Tuấn nhìn thấy một bãi đất rộng khoảng bằng hai cái giường của lính, bị xới tung lên, phơi ra màu nâu sẫm nhắng nhánh ránh mặt trời. Biết chắc đây là nơi lợn rừng đến ủi để uống nước. Dùng dao đào lên một lỗ to và sâu bằng cái thau, thì nước ứa một lúc là đầy ngập, trong vắt và ngọt lịm. Quá trưa một chút, Tuấn vác một bó củi khô về trại báo cáo với Tấn Cường là đã tìm thấy nguồn nước ngọt trên đảo. Anh em ra đó thay nhau đào được cái giếng rộng chừng hơn 1 mét, sâu hơn 2 mét, miệng giếng chất đá núi cao lên chừng nửa mét, bốn phía rào bằng cây rừng chắc chắn, rồi mở một con đường mòn từ chỗ ở vòng qua chân đảo để đến đó. Đảo nhỏ đã có nước ngọt để ăn uống tắm giặt và tưới rau thoải mái. Giếng đó gọi là giếng anh Tuấn. Viết thư cho hài, khoe anh được bằng khen chiến sĩ thi đua, đã được phong lên trung sĩ. Cuối lá thư ký tên trung sĩ Nguyễn Anh Tuấn đàng hoàng. Mà oách quá đi chứ, chưa đầy 1 năm đã trung sĩ. Nếu không là dân phố Hẹ, không là con bộ đội trung đoàn 207, sao được như thế? Tuấn tự hào về chuyện bố Tuấn Minh bắn rơi máy bay OV-10 lắm. Còn chuyện Tuấn tìm ra nguồn nước ngọt trên hòn đảo nhỏ thì có thấm tháp gì, bõ bèn gì. Chỉ là ăn may nhờ mấy con lợn rừng xuống núi tìm đất ướt đằm mình để tránh nóng. Tuấn vừa đứng cho lợn ăn trưa vừa vắt óc ra nghĩ. Tối nay sẽ viết cho hài một bức thư kể chuyện đêm trăng trên biển đẹp như thế nào. Đang miên man trong đầu thì phía tròi canh có tiếng kẻng báo động. Kiểu đánh dồn dập từng tiếng một liên tục như vậy là hiệu lệnh báo có tàu lạ xuất hiện. Trung úy Tấn Cường lệnh cho Tuấn cùng 3 người nữa xuống cano ra biển. Đây cũng là chuyện thường của trạm biên phòng BTN. Cứ vài ngày họ phải phóng cái cano ra xét hỏi những con tàu lạ. Nếu có vấn đề thì điện báo về đất liền xin ý kiến. Đó thường là tàu thuyền vượt biên hoặc tàu buôn hàng lậu. Cùng lắm là tàu của ngư dân chết máy dạt vào xin giúp đỡ. Chính biên phòng trên biển nhiều người biết cả nghề sửa máy tàu. Tuấn cũng là một tay cự phách, nên có chuyện gì với ngư dân ở ngoài biển, trung úy trạm trưởng cũng gọi chàng trai phố hẹn đi theo. Nhưng mà lần này thì lại khác. Vừa thấy cano của biên phòng lao ra, chiếc tàu lạ đã quay đầu bỏ chạy. Tấn Cường ra lệnh cho cano mở hết tốc lực, còi lệnh hú sóng và liên hồi và bắn pháo hiệu dừng tàu trên trời. Nhưng tàu lạ vẫn ngoan cố bỏ chạy, đuôi nước xòe ra ngao ngao bọt sóng. Cano nhảy chồm lên như bay trên mặt biển. Khoảng cách giữa chiếc tàu với cano cứ rút gần lại. Khi khoảng cách dưới 100 mét, trên tàu lạ có chớp đạn lóe đi, rồi một quả đạn lửa vun vút bay tới. Thượng sĩ lái cano ngoặt trái rất nhanh. Cano nghiêng hẳn một góc gần 20 độ, nước bắn tung lên sàn sàn. Nguyễn Tấn Cường dùng loa điện cảnh cáo, yêu cầu tàu dừng lại. Chiếc tàu lạ chẳng những vẫn chạy, mà người vừa bắn quả đạn lửa còn kê súng lên lan can tàu. Học đi săn chồn cáo từ năm 12 tuổi, từng là người nổi danh bắn súng kíp giỏi nhất phố Hẹ. Chỉ cần có lệnh, Tuấn nổ súng, anh sẽ hạ gục kẻ ngoan cố dám liều mạng bắn trả kia. Một chớp lửa nữa lại lóe lên, chiếc cano ngoặt phải, ngoặt tiếp sang trái rồi chồm lên vừa xé nước trắng xóa, vừa nhảy tung mình ầm ập trên sóng. Và đạn lửa đổ ngay phía sau đuôi cano, bụi nước mù mịt đổ ập xuống ào ào như bão. Dù đôi mắt bị nhòa nước mặt, Nguyễn Anh Tuấn vẫn nhìn rõ mục tiêu. Anh siết nhẹ cò khẩu 14 ly 8. Kẻ trên tàu gục xuống. Khẩu súng dài hơn nửa mét trên vai của hắn rơi xuống biển. Liền đó, Tuấn thấy đau nhói bên ngực phải, buông tay ngã ngồi xuống cano. Một tràng đạn AR-15 của kẻ khác trên tàu
đã bắn trúng anh. Người trung sĩ đồng đội sốc nách Tuấn ra phía sau băng bó. Hai chiếc tàu hải quân từ trong bờ đang xé sóng lao tới. Tiếng còi tàu hú vang lộc óc. Tuấn tỉnh dậy. Người đầu tiên anh nhìn thấy là cô y sĩ mặc áo blue trắng xóa. Người đứng bên cạnh thì Tuấn không tin nổi. Vì chính đó lại là hài của phố hẹ. Có lẽ hài đã khóc nhiều lắm nhỉ. Hải tức nhiều lắm đây. Hai con mắt vốn đen như nhung của cô rướm đỏ, xung quanh thâm quầng. Nhưng gương mặt thì vẫn hồng hào, vẫn đẹp ngời ngợi như hoa bưởi trong vườn. Còn người đàn ông tóc bạc ngồi ở cuối giường, Tuấn thấy quen quá. Gương mặt hiền từ, nhưng từng nét vẫn rắn giỏi, kiên nghị. Khi ông đứng dậy bước lại gần thì Tuấn nhận ra ngay chính là bố Tuấn Minh, người cựu chiến binh trung đoàn 207, người từng bắn hạ một chiếc máy bay OV-10 ở Ba Gò. Từ từ đưa bàn tay phải lên nắm chặt tay bố, Tuấn mở to mắt, nhoẻn miệng cười. Anh nghe rất rõ tiếng của Hải ngay bên cạnh. Em đây này anh Tuấn ơi. Hải, Hải phố hẹ Bắc Giang đây này. Anh Tuấn à. Nhắm nghiền hai mắt lại, Tuấn thấy cả ba bố con xuống ghe chài của ngư dân Kiên Giang ra đảo. Trung úy Tấn Cường, trạm trưởng BTN, cùng với hơn 10 người lính biên phòng của đảo dẫn bố Tuấn với Hải ra thăm giếng nước xây bờ đá duy nhất của đảo. Nước ngọt lịm trong vắt soi bóng mây trời biển Tây Nam lồng lộng.